Đây mình quay trở lại cho anh em xem động cơ Komatsu 600 mã lực, gần 600 mã lực ha. Anh em thầy thợ là thoải mái tự nhiên nha. Mình review cái máy Komatsu lại một lần nữa cho anh em xem. Cái này hôm bữa là mình quay ở tại nhà anh Công á, nhưng mà hôm qua thì anh em kéo xuống ở dưới tàu. Hôm qua có công việc nên là không có review cảnh kéo xuống tàu cho anh em xem được. Hôm nay quay lại một clip nữa cho anh em chiêm ngưỡng động cơ Komatsu dòng máy đời mới. Phiên bản này là đời rất là gần nha. Quay trở lại 5 tháng anh em xem. Năm 2013 nè, OGT đây là như là tháng 8 ha. Tháng 8 năm 2013. Số 177 Tokyo Radio Japan Radiator chứ không phải radio nha nè. Động cơ Komatsu nó làm vuông vắn, nó cơ bắp nhưng mà cơ bắp theo cái kiểu nó vuông vắn, nó ôm vô body của toàn thân cái máy, chứ nó các cái sinh hàng gió rồi này nọ tục bô của nó không có gọng càng mà bành ra giống như cái dòng máy giang ma. Turbo khá lớn ha. Bây giờ thị trường của anh em dùng Phú Yên, đặc biệt là anh em làm người lý quay là đang thịnh cái dòng máy Komatsu. Dòng máy này được gọi là dòng máy tua nhanh, có khả năng tăng tốc đột ngột, cho ra công suất dòng tua nhanh tức thời. Quay tổng thể body của máy và quay ký hiệu của máy đời máy mới, dòng máy đời 2013, đời rất là gần. Và một lần nữa 6M1 25E-3 dòng Komatsu được bà con ngư dân tại Phú Yên làm nghề lưới quay đang xài rất là chuộng. Máy được anh Công thợ máy đem về từ bãi máy ở trong Sài Gòn. Đây là dòng máy bãi nha anh em, dòng máy bãi của anh em ở bên Nhật họ xài, rồi sau đó về tới các cái bãi máy ở trong Sài Gòn thì anh em ngư dân mới mua về sử dụng. Tuy nhiên giá thành của nó cũng không hề rẻ ha, nó rơi vào tầm giá hoàn thiện khoảng tầm dao động 400-500 triệu. Chưa tính hộp số này nọ ha. Còn cái giá ở trong bãi thì nó khác. Về nhà thì tùy theo anh em làm mức độ hoàn thiện ha, rơi vô tầm 400 triệu hơn. Đấy, nếu mà đóng hộp số tùy theo hộp số anh em sử dụng nữa thì nó rơi vô tầm 500 triệu. Đối với nếu như có combo hộp số. Kiểu dòng máy Komatsu, những cái con heo dầu nó bơm vô ở những cái chụp ở phần phía trên nắp cò, thiết kế đẹp ha, thiết kế là so với những cái dòng máy khác. Đây mình đang quay ở trong cái hầm máy của tàu cá lưới rút nha. Bên này có cái đơ 22 nè, ngày xưa thì chiếc này chạy đơ 22, sau này bây giờ nâng lên công suất lớn thì cái đơ 22 chuyển qua cho anh em dùng trong điện. Bên này có cái bình điện đời mới nè, bình rất là gọn gàng nhưng mà cho ra công suất chắc cũng khá là cao. Chút nữa qua bên đó nghiên cứu thử cái công suất kilowatt của nó. Này hôm bữa mình qua cho anh em xem là hộp số 135A được sơn màu xanh. Màu xanh navy nhưng mà hôm nay phủ sơn cho nó cùng với cái body của máy là thiên vào phòng màu xám luôn. Xám đặc trưng của dòng Komatsu. Đây dàn heo của máy, khám phá dàn heo, dàn dầu của máy anh em xem. Quay trong điều kiện thiếu ánh sáng ha. Dàn heo này là bơm dầu ha, bơm dầu đi qua heo nè, bơm dầu đi qua heo. Bây giờ đây là ga, này
này là cần ghe nè, đấy cần ghe. Bên này là cần tắt. Cần tắt này là được đấu qua hệ thống dây điện là tắt bằng điện luôn nè. Chưa đấu vô nè. Bên này là dòng tua. Dòng tua được bắt trên bánh trớn của máy. Đây hộp số 100 FG 135 5 tua 1. 5 tua 1 thì nếu tỷ số truyền của nó là được chia cho 5 ha. Nếu như cái dòng máy của chúng ta đang chạy ở 1000 ghe, cái nghĩa là nó cho ra 1000 dòng. 1000 dòng, nhưng mà khi đấu qua hộp số thì hộp số 5.1 thì nó rơi vô khoảng tầm gần 200 dòng. Nếu như chúng ta chạy 1000 ghe. Đấy. Quay lại một lần nữa cho anh em xem mình sau khi body của máy được lắp ráp xuống tàu cá lưới quay của anh em Phú Yên. Đấy, bây giờ anh em thợ máy thì đang hoàn thiện cái phần bắt máy, mới cạo xuống tàu thôi, chưa bắt ổn định. Bên này còn cái máy điện nữa nè, cái máy điện hình như là bắt ổn định rồi, chưa đấu vô bình. Đây, dòng DM2 là được mệnh danh là dòng máy nồi đồng cối đá. Ngày xưa là anh em xài cho dòng ghe tầm 14 đến 16 mét là xài phổ biến cái dòng DM2 này. Tuy nhiên một số anh em mà xài ở dòng ghe tầm 17 mét nó vẫn đáp ứng được, nhưng mà cho ra cái công suất là còn bị hạn chế ha. Sau này anh em 17 mét đời mới ghe to hơn thì anh em hầu như là không sử dụng dòng DM2 này nhiều nữa. Bây giờ đáp ứng với những cái dòng ghe kích thước nhỏ hơn. Bây giờ anh em tận dụng cái sức chạy quá số. Từng được mệnh danh là nồi đồng cối đá của các anh em ngư dân sử dụng cho các con tàu đánh bắt từ 15 mét cho đến 17 mét là phổ biến. Thì thời điểm trước là anh em xài cho tàu cá 17 mét là phổ biến, nhưng bây giờ nó không còn đáp ứng cái phần tốc độ nữa. Đa phần những cái tàu cá nhỏ hơn, tầm 15-16 mét anh em bắt cái dòng DM2 thì nhiều hơn. Bây giờ ghe đời mới anh em đóng 17 mét ghe bự lắm, cho nên là dòng DM2 thì nó không đáp ứng nổi cái phần công suất. Tuy nhiên nó vẫn được mệnh danh là một cái cỗ máy mà bền bỉ ha. Rất là bền. Chạy cho tàu biển cho đã, bây giờ chuyển sang qua chạy điện. Máy bền bỉ. Mitsubishi. DM2 nó cũng nhiều dòng nha anh em. Hyundai nó không có DM2. Đây logo Mitsubishi đây. Đấy. Này là DM2C ha. Nó có cả phần DM2C và DM2 thủy. Anh em thầy thợ vẫn đang tiếp tục làm ha. Đục đẽo tá lã hoàn hoàng. Em quay cái công suất của cái bình điện tí xíu cho anh em xem. Đây là công nghệ của Anh Inland. Công nghệ của Anh. Số gì tá lã hoàn hoàng hết. Một ngày hãy trợ. Ừ hả?